hoàn thiện tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên trên một cái phôi đĩa tròn cả 1 mét. Và đây chính là tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên của một bác khách Việt Kiều ở bên Đức đặt chúng tôi đặt hàng cách đây hơn 1 tháng. Và sau khi hoàn thiện xong thì tổng thể tác phẩm này mang một cái dáng dấp quan trọng nhất của cây tùng, đó là cái thế quy căn hồi đầu giống như là các mẫu mà chúng tôi đã làm. Bên cạnh đó thì phần bố trí các cái con chim hạc chia đều ra khắp cái mặt tranh nhưng vẫn có những cái độ thoáng để tạo ra cái độ nghỉ cho mắt. Và thêm nữa đó là ở giữa đây sẽ có cái phần thác nước chảy xuống để một phần nào đó tạo ra một cái nét phong thủy ở trên tranh, bởi vì có tụ thủy thì mới có tài. Có một cái khóm mẫu đơn như này để tạo tượng trưng cho cái phú quý đăng đối, mặc dù nhỏ thôi nhưng mà đăng đối với cả một cái cây cây tùng của người quân tử. Và phần bên trên đây thì có những cái phần vân rất là tỏa, rất là đều, nó tượng trưng giống như là chúng ta đang nhìn thấy một cái bầu trời đầy những cái vân mây ở trên. Nên là khi nhìn xa xa như này, chúng ta nhìn thấy đây là không những một tác phẩm của Tùng Hạc Diên Niên mà chúng ta còn nhìn thấy đây là một tác phẩm về phong cảnh, về cảnh vật thiên nhiên, nó rất là hài hòa trong một cái tổng thể tất cả.